này, thì ngay sau đây xin mời xin giới thiệu đến quý vị một khúc ca cổ Câu Chuyện Đầu Năm, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, được thể hiện qua giọng hát của nữ nghệ sĩ Thanh Hiền. Dạ, đầu tiên thì xin phép cho Thanh Hiền gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú và các anh chị ở trong khu vực Đồng Thạnh này. Thanh Hiền cũng là một người con của mẹ đồng quê, thì đây để thăm mẹ cũng như là dâng lên bài ca để kính mẹ. Thì xin phép cho Thanh Hiền hát lại cái lời mẹ của anh Hữu Bình hồi nãy có hát nhạc Câu Chuyện Đầu Năm rồi, nhưng mà cũng trong dịp đầu xuân mới thì xin phép cho Thanh Hiền hát lời ca cổ để gửi tặng đến tất cả bà con. Chúc cho bà con năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và là bao phát tài.